Theo con biết thì theo Phật giáo Nguyên Thủy không có truyền thống thắp nhang đốt vàng mã, nhưng con để ý thấy trước khi đọc kinh sư lại có thắp nhang, mong sư Hoan Nghị giải thích thêm cho con. Ai nói quý vị là không có, thời xưa thì không có cái chuyện thắp nhang. Cái chuyện mà dùng cái từ là đốt hương, thắp hương thì kể cả vào thời Phật thì các cái loại hương, cái chuyện mà cúng dường hương đến Đức Phật á, nó đã có rồi. Mà hương nó có nhiều loại, như là cái loại hương xoa, tức là phải xoa lên thân thể nè, có loại hương á, là phải đốt lên. Thì cái nhang này nó thuộc về cái loại hương đốt. Còn khi mà sư đốt thì đơn giản là cúng dường cái hương đến Đức Phật thôi. Tuy nhiên thì sư chỉ thắp cái nhang nào, cái hương nào đó là nó sập, nó chất lượng cao, nó nguyên chất thì cúng, chứ còn sư là sư rất là kỵ mấy cái loại nhang quá chất, cho nên là nhang quá chất thì sư không có đốt, đơn giản thế thôi.